Sách trời ghi rõ, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nữ mạng, được thần Phật che chở, quá hung thành cát, đổi giận giàu sang, tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng nhét chập két, đúng trong năm Ất Tỵ 2025. Quan Hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý tín chủ tuổi Quý Hợi thân mến, trong cuộc sống này, ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng nhờ trời ban nhiều phước lành nên đã vượt qua được khó khăn, gian khổ và tạo được nhiều cơ hội đổi đời cho mình. Thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió, thì tương lai ắt gặt hái được thành công và giàu có hơn người. Mới đây nhất khi luận giải về tử vi 12 con giáp, các bậc thầy tử vi bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nữ mạng, đã phải đối mặt với không ít khó khăn sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững trí, không đầu hàng nghịch cảnh, thì mọi thứ đều vượt qua. Đặc biệt, năm Ất Tỵ 2025, quý tín chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nữ mạng, xem hết video này thì ắt sẽ nắm được thiên cơ. Chắc chắn tài vận và sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, khiến cho quý tín chủ vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Vậy, trong năm Ất Tỵ 2025 tới đây, vận may mà bản mệnh được đón nhận là gì? Làm thế nào để tránh hung gặp cát, đón lành tránh dữ? Xin mời quý tín chủ hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đặc trưng tính cách của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nữ mạng. Quý Hợi sinh năm 1983, hay còn được gọi là Lâm Hạ Chi Trư, tức là lợn ở trong rừng. Năm sinh dương lịch từ 13 tháng 2 năm 1983 đến mùng 1 tháng 2 năm 1984. Năm sinh âm lịch, Quý Hợi, Thiên Can, Quý, tương hợp, Mậu, tương hình, Đinh, Tỵ, Địa Chi, Hợi, tam hợp, Hợi Mão Mùi, tứ hành xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn, tương sinh, mộc, kim, tương khắc, quả, hổ, khắc thiên thượng quả, con nhà hắc đế, số phú quý, sương con heo, tướng tinh con gà, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Quý Hợi với nạp âm hành thủy, do can quý thủy ghép với chi hợi thủy, đó là tuổi duy nhất trong 60 tuổi lục thập hoa giáp, có cả ba yếu tố, can, chi và nạp âm đều là hành thủy, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, nhiều may mắn, đường đời thênh thang rộng mở, ít gặp trở ngại từ tiền vận cho tới hậu vận. Quý Hợi có quá nhiều thủy tính trong tuổi, khi thủy dượng hay suy thiếu chất thổ kiềm chế các bộ phận bài tiết, thận, bàng quang, khí huyết và thính giác thuộc thủy dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Sinh vào mùa thu hay đông là thuận mùa sinh, Quý Hợi có đầy đủ hai tính chất của can quý và chi hợi. Quý là hàng can chót của thập can, tính tình trầm lặng, ngay thẳng, nhiều cảm xúc, gặp thời thì biến hóa như rồng. Chi hợi trực giác cao, dễ thụ cảm, nhiều tưởng tượng và lý tưởng cao, đôi khi ngây thơ và lãng mạn, có tài lãnh đạo, có trí tiến thủ cao. Mẫu người Quý Hợi trầm tính, ít bị hốt hoảng trước mọi biến động, dễ thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quý Hợi hợp với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, Quý Mão, Tân Mão, Ất Mão, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Tân Hợi, Kỷ Hợi, Hành Kim, Hành Thủy và Hạnh Mộc. Kỵ với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, Đinh Tỵ, Ất Tỵ và các tuổi mạng thổ, mạng quả mang hàng can, mậu, tỵ. Quý Hợi sinh năm 1983 mệnh thủy, là người khoan dung độ lượng, dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, do vậy cũng dễ bị lợi dụng bởi sự dị tha của chính mình. Người mang tuổi này đa phần khôn ngoan nhẫn nại, giỏi chịu đựng, tính cách này giúp Quý Hợi thành công trong nhiều lĩnh vực, có được nhiều mối quan hệ làm ăn tốt. Chữ Quý mang hành thủy, chữ Hợi mang hành thủy, nạp âm là đại hải thủy, nước biển lớn, so với tuổi Hợi, khác hay trong 12 con giáp, thì Quý Hợi có được nhiều may mắn, thành công hơn, đây cũng là một trong những tuổi mang mệnh cách tốt nhất. Tuy nhiên, những người sinh vào tứ Quý Hợi, người thành công muộn, phải qua 36 tuổi mới gặp thời vận tốt,
do cuộc đời thời Tiền Vận có nhiều gian nan vất vả. Quý Hợi là người có khí chất nhiệt tình ngay thẳng, phụ nữ Quý Hợi rất thích trưng diện, họ cũng rất giỏi trong việc tháo gỡ những khúc mắc, sẵn sàng nhường nhịn người khác khi xảy ra mâu thuẫn, có thể nói chân thành và tin cậy là hai tài sản đáng quý giá của Quý Hợi. Nữ giới sinh năm 1983 thường là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc đời sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ Quý Hợi tính cách thường là những người ôn hòa, rất biết thân biết phận. Trong con đường sự nghiệp thì được gia đình, người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Tuy nhiên, đôi khi trong công việc lại gặp phải kẻ ghen tị, nên đôi lúc nữ Quý Hợi hơi nóng tính, dễ làm mất đi mối quan hệ và ảnh hưởng khá nhiều đến tiền tài. Vì vậy, cần chú ý lời ăn tiếng nói, ứng xử khôn khéo để có thể dĩ hòa vi quý hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Họ là người suy nghĩ khá đơn giản, nên ít hay hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán quá chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp mà không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác. Nữ tuổi Quý Hợi khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác, là người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn. Và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, ăn nói, là người biết hưởng thụ cuộc sống mà không khiến bản thân phải rơi vào tình trạng buồn khổ. Có ý chí nên không quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm, trêu chọc. Vì vậy, có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Nói chung Quý Hợi nữ mệnh, dù có phải trải qua nhiều biến động ở tiền vận, nhưng theo luận giải tử vi trọn đời, nữ mệnh tuổi Quý Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất. Dù khó khăn nhưng luôn được quý nhân che chở phù hộ, sang đến trung vận được suôn sẻ tốt đẹp, có cơ hội gây dựng tiền đồ cho bản thân để được cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn. Tổng quan tử vi năm 2025 tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 nữ mạng. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Quý Hợi theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, thiên can quý của tuổi gặp thiên can ất của năm 2025 là quan hệ tương sinh. Đây là năm công việc của bản mệnh tuổi Quý Hợi có sự khởi sắc, công việc dù có thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Bản mệnh hãy lập mục tiêu và kế hoạch phấn đấu ngay từ đầu năm để thu được thành quả như mong đợi. Xét về địa chi, Hợi gặp tỵ lâm cục diện xung thái tuế, báo hiệu một năm sẽ có nhiều thử thách đặt ra cho con giáp này, đòi hỏi bản mệnh Quý Hợi nữ mạng luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt. Công việc xuất hiện nhiều cạnh tranh chèn ép, tiền bạc khó kiếm vì ít cơ hội lớn để xoay chuyển được cục diện, thì Quý Hợi cũng nên xây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong làm ăn cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng để được quý nhân chỉ đường dẫn lối cho bạn. Xét về ngũ hành, ngũ hành bản mệnh thuộc thủy, gặp năm Ất Tỵ 2025 ngũ hành thuộc hỏa, Quý Hợi bị lưu niên khắc chế, việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Quý Hợi. Hay chú ý về bệnh gan, nóng trong, trong công việc cũng xuất hiện không ít trở ngại, đòi hỏi bạn cần phải kiên trì hơn trong công việc mình đang làm. Tiểu kết, cả sự nghiệp và tài lộc của nữ mệnh tuổi Quý Hợi đều khó có bước phát triển lớn lao trong năm Ất Tỵ 2025 này. Bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh chèn ép, mà ít nhận được sự giúp đỡ của người khác, sức khỏe cũng có ít nhiều dấu hiệu giảm rút. Con giáp nữ này cần chú ý kẻo dễ đổ bệnh. Thứ hai, xem tử vi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2025 tuổi Quý Hợi nữ mạng gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là ngôi sao các tinh thuộc hệ thống cửu diệu, hay mang đến những điềm lành với cả nam lẫn nữ mạng. Thái Dương hay còn có nghĩa là mặt trời, thuộc ngũ hành hỏa, người được ngôi sao này chiếu mệnh sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào và công việc thăng tiến. Thậm chí người xưa còn ví rằng dương khí cát lợi của Thái Dương tinh khiến cây ngô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Nam mệnh gặp sao này thì sự nghiệp sáng lạng, làm ăn phát đạt và gặp nhiều điềm lành. Nữ mệnh thì luôn hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, sức khỏe dồi dào và ngày càng xinh đẹp, được chồng con yêu thương, lo toan gánh vác mọi việc. Con cái gặp sao Thái Dương học hành thông minh, thi cử đỗ đạt. Viết về tính chất của sao Thái Dương,
có bài thơ như sau: Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mà tiền dơ, cầu trời lạy Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra trồi, sao tốt giận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì, hạng nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mắc thì quả lây, Thái Dương thuộc mộc lá cây, mùa thu kỵ lắm khắc ngay tới mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Sao Thái Dương tốt lành nhất trong cửu diệu trường thọ, chủ về sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Tuổi Quý Hợi nữ mạng năm 2025, gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát, nên đương số chú ý để nghênh đón tài lộc về nhà, kiếm tiền tỷ về tay, làm một tháng bằng cả năm đấy nhé. Ngoài ra, bản chất của sao Thái Dương là ánh sáng, vì vậy để được cát, gia chủ cần làm ăn ngay thẳng, sáng sủa, chính trực, kiên kỵ nhất là làm ăn gian dối, mờ ám, lừa gạt người khác. Nếu cố tình làm trái, không những không được lợi mà còn gặp nhiều xui xẻo, giống như sao Thái Bạch, hao tổn tiền của. Ngoài ra, để được hưởng phúc lâu dài, tránh được năm hạn, phải chịu nhiều vất vả, nữ mệnh tuổi Quý Hợi cũng nên hành thiện, tích đức, làm điều thiện xuất phát từ tấm lòng yêu thương giúp đỡ mọi người mà không cần lo lắng so đo nhận lại. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Quý Hợi theo niên hạn là địa dõng. Gặp hạn địa dõng nhiều nỗi buồn than, kiên kỵ đi với ai đó lúc trời tối, không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu, đặc biệt lời ăn tiếng nói dày và đa đoan. Viết về hạn địa dõng có câu thơ như sau: Địa dõng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa dõng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu vì những điều nên cuộc sống của đương số này cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa dõng, các bạn cần kiên kỵ điều dữ, làm theo điều lành, như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không ham đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời, khi có công chuyện xảy ra, nên cùng nhau bàn bạc giải quyết, đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi, đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian, thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa, đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. Tiểu kết, khó khăn xuất hiện cũng chính là cơ hội để quý chị tuổi Tuất phát triển và gây ấn tượng với cấp trên. Nếu tận dụng được tác động tích cực của các tinh Thái Dương, bạn sẽ biến thách thức thành cơ hội và phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu có ý định xuất hành đi xa thì cần cẩn trọng, nếu không dễ gặp trục trặc hoặc bị kẻ xấu hãm hại, cản trở quý chị nhé. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Quý Hợi nữ mạng. Tuổi Quý Hợi nữ mạng gặp vận niên Dương Thảo Ngạn, tức dê trên bờ cỏ, trong năm Ất Tỵ 2025, hình tượng này mang ý nghĩa cát lành. Nó mang hàm ý dê được ăn cỏ no đủ, đời sống vật chất sung túc, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, cả danh cả lợi đều sở cầu như nguyện. Chuyện tình cảm có tiến triển tốt, nhưng đừng ỷ tại danh sắc rồi thành lại phóng túng thái quá mà phạm sai lầm, khiến đào hoa xấu bổ dây, đe dọa hạnh phúc gia đình. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025 tuổi Quý Hợi nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2025, người tuổi Quý Hợi cần tránh các năm tam tai Tý, Ngọ, Mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ,
Theo cách tính này thì gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tuổi Quý Hợi không phạm tam tai, vận trình sự nghiệp bớt đi những tác động xấu từ bên ngoài. Chủ yếu Quý Hợi nên tập trung dành thời gian cho bản thân để tìm ra điểm mạnh và phát huy, cũng như những hạn chế mà bạn chưa làm tốt để sửa đổi dần dần quý bạn nhé. Kim Lâu năm 2025. Tuổi Quý Hợi năm 2025 không phạm Kim Lâu, tuổi đẹp để tiến hành cưới hỏi hay mua nhà, làm nhà. Quan Ốc 2025. Năm Ất Tỵ 2025, tuổi của bạn là Nhất Cát không phạm Quan Ốc. Nhất Cát hay còn gọi là Nhất Kiết. Có câu Nhất Kiết an cư thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Quý Hợi, nữ mạng. Bản mệnh Quý Hợi năm nay hãy tập trung hoàn thành cho tốt những công việc còn dang dở, đừng quá tham lam, ôm hết việc vào người kẻo quá sức. Tiền bạc hay sự nghiệp muốn phát triển thì cần bình tĩnh, đốt cháy giai đoạn sẽ không đem lại kết quả tốt. Nếu có ý định xây sửa nhà cửa trong năm nay thì có thể tiến hành sau khi cân nhắc kỹ. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh thủy là 44 tuổi âm lịch. Trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ có thiên can quý, gặp Ất là tương sinh, địa chi hợi, gặp Tỵ là lục xung, mệnh thủy gặp quả tương khắc, nên đây được xem là năm vừa có cơ hội vừa có thách thức song hành. Tuy nhiên, nhờ gặp được vận niên dương thảo ngạn tốt đẹp sẽ hỗ trợ một phần vận trình, giúp tài lộc sung túc. Chỉ cần Quý Hợi chăm chỉ làm ăn và giữ gìn được hòa khí thì cuộc sống sẽ đủ đầy viên mãn. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Quý Hợi phải chịu tác động của nhiều hung tinh. Con đường công danh, sự nghiệp có nhiều gập ghềnh, công việc dễ rơi vào bế tắc, thiếu ý tưởng, lại có nhiều cạnh tranh ngầm. Mọi thứ gần như không có sự đột phá nào, bản thân bản mệnh cũng đau đầu vì lắm việc. Áp lực bủa vây, kế hoạch dễ đổ bể, khiến cho bản mệnh phải lao tâm khổ tứ nhiều bề, rất vất vả. Tinh thần làm việc vì thế mà bệ rạc, y ạch, ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng công việc. Bản thân bản mệnh phải là người thay đổi và khắc phục tình trạng này, chứ không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Năm này, bản mệnh tuổi Quý Hợi đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, có thể khiến cho bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển công tác, giáng chức, bị đuổi việc, mất việc. Trong năm này, bản mệnh khó tìm được sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp, thường phải cán đáng mọi thứ một mình, cần phải nỗ lực hơn trước rất nhiều mới mong phá bỏ những rào cản, những bế tắc hiện tại. Sự tác động của sao Thái Dương giúp vận trình của bản mệnh Quý Hợi hóa giải được nhiều phần hung hiểm do cục diện xung thái tuế gây ra. Bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng làm ăn lương thiện thì sớm muộn cũng sẽ thu được thành quả. Đối với những người làm công ăn lương, nên lấy sự ổn định làm trọng, cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập của bản thân. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc đầu tư, mở rộng làm ăn, tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định đầu tư. Sự ràng buộc của hạn địa dõng trong năm cũng sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng. Kinh doanh, buôn bán nên rõ ràng, có giấy tờ chứng từ đầy đủ, tránh vướng vào pháp luật, kiện tụng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Dù bản mệnh là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa cũng không được lơ là, bởi nhiều quyết định có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bản mệnh không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bản mệnh cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Công việc sự nghiệp trong năm này chủ về khó khăn và bất lợi, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Vẫn có những thời điểm khởi sắc, dễ được trọng dụng. Đó là cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân mình. Thành công trong công việc của bản mệnh tuổi Quý Hợi trong năm này đều đến từ sự cố gắng của bản thân. Chính vì thế bản mệnh không nên ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác hoặc trông chờ những vận may bất ngờ. Bản mệnh hãy nhớ là nên có thái độ làm việc tích cực, luôn kiên trì, quyết tâm làm tới cùng, tập trung phát huy thế mạnh của mình và chủ động đương đầu, nỗ lực hơn, nghĩ cách phá bỏ những hạn chế,
xử lý công việc, dự án do mình phụ trách một cách chu đáo sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình, con đường công danh, sự nghiệp sẽ rộng mở. Đặc biệt, trong năm 2025, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Quý Hợi hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho bản mệnh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Về mặt tài lộc, năm Ất Tỵ, bản mệnh tuổi Quý Hợi có con đường tài lộc không may mắn cho lắm, vận khí suy giảm, tài lộc khó tụ, lại chi tiêu nhiều hơn cho nhu cầu cá nhân và cuộc sống, nên tiền bạc càng dễ tổn hao. Trong năm này, công việc của bản mệnh gặp nhiều trở ngại, nếu không được khắc phục kịp thời, nguồn thu nhập từ lương cứng cũng sẽ bị ảnh hưởng, bản mệnh phải tìm thêm cách kiếm tiền khác để giúp cho cuộc sống đỡ bấp bênh. Lại thêm trong năm, gặp thái tuế án ngữ, cùng các hung tinh tiểu hao, thiên khốc quấy phá, làm cho bản mệnh gặp quả phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Việc hợp tác làm ăn với người khác cũng không mấy suôn sẻ, dễ đổ bể, vì thiếu cả kinh nghiệm lẫn may mắn. Nếu vẫn muốn đầu tư, bản mệnh nên chọn các hạng mục vừa tiền với nguồn vốn tầm trung, tìm hiểu kỹ lưỡng, đặc biệt là nâng cao cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin, để tránh bị kẻ tiểu nhân phỉnh nịnh lừa gạt. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận lợi, bản mệnh cần có sự cẩn trọng, đặc biệt là các vấn đề đầu tư về tài chính, cũng không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. May mắn trong năm được sao Thái Dương chiếu mệnh, cùng vận niên dương hồi ngàn vớt giác phần nào vận trình, bản mệnh Quý Hợi cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, cần phải nỗ lực nhiều hơn, nên biết tiết kiệm, biết cách quản lý về tài chính thì tốt hơn, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho bản mệnh cân đối được mức thu chi của mình, chi không vượt quá thu, để có cuộc sống no đủ, tránh tình trạng nợ nần. Ngoài ra bản mệnh cũng hạn chế mua sắm, chưng diện hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Về cuối năm, vận trình tài lộc của bản mệnh có phần khởi sắc hơn, khi đó bản mệnh ít bị tác động của các hung tinh. Công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, từ đó tài lộc cũng sẽ đến, giúp cho cuộc sống được dễ chịu hơn. Về phương diện tình cảm gia đạo, năm được bách diệt chủ nhân duyên nhập cục, các tinh này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của bạn. Bất luận là người độc thân hay đã có gia đình, đều sẽ có những thời điểm tình yêu thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn. Sự tác động của sao Thái Dương và vận niên dương thảo ngạn cũng sẽ giúp cho bản mệnh Quý Hợi gặp nhiều may mắn, chuyện tình cảm có tiến triển tốt. Nhưng đừng ỷ tài danh sắc rồi thành lại phóng túng thái quá, mà phạm sai lầm, khiến đào hoa xấu bủa dây, đe dọa hạnh phúc gia đình. Người độc thân nhìn chung khá dượng đào hoa, dù là người có phong cách tân tiến, có quan hệ xã giao rộng rãi, thích cái đẹp, quý phái, ưa đổi mới, thích được khen ngợi, hay kết giao với bạn bè, dễ dàng tìm thấy đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế. Bản mệnh cũng nên đứng ra điều tiết các mối quan hệ trong nhà, tâm sự và chia sẻ nhiều hơn với con cái, để không tạo thành khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Về mặt sức khỏe, sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Quý Hợi có vận trình sức khỏe bị giảm sút. Trong năm này, bản mệnh tuổi Quý Hợi do bị các hung tinh quấy nhiễu, sẽ khiến cơ thể sinh ra nhiều bệnh tật. Sự tác động của hạn địa giỏng cùng với hung tinh tang môn, tử phù, thiên khốc, chủ về sức khỏe, làm cho bản mệnh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện rầy rà, tâm lý bất an, lo âu buồn bực, sinh ra nhiều thứ bệnh. Trong năm này đối với bản mệnh tuổi Quý Hợi, không chỉ đầy rẫy mối lo về thể chất, mà vấn đề an toàn cá nhân cũng rất đáng lo ngại. Cục diện tứ hình xung, thình tuất sửu mùi cũng sẽ gây ra sự sa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Trong năm còn có điềm báo, tang chế, gặp chuyện buồn trong gia đình. Trong năm 2025 này, bản mệnh tuổi Quý Hợi nên đề cao sự an toàn cho bản thân, phải chăm sóc bản thân thật tốt.
chú ý đến thể trạng của mình hơn. Dù gặp phải khó khăn gì thì bản mệnh cũng phải duy trì tâm trạng vui vẻ mỗi ngày, đừng để tâm trạng chán nản, tồi tệ trong thời gian dài. Điều này đặc biệt dễ mắc các bệnh về thần kinh, tâm lý, có thể có xu hướng tự tử, hãy cẩn thận. Bản mệnh nên có lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt điều độ, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được. Đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Bản mệnh cũng nên nhớ là thường xuyên đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những dấu hiệu bất thường của cơ thể và có phương pháp chữa trị kịp thời. Ngoài ra, trong năm này cũng sẽ không tốt cho việc phẫu thuật thẩm mỹ hay can thiệp về dao kéo để làm đẹp, rất dễ bị tai biến y khoa, nguy hại tới tính mạng. Đặc biệt, thầy gia các khuyên bản mệnh tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, quá sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia các sẽ khai quan, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Quá giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mệnh Quý Hợi, sinh năm 1983. Sự tác động của hạn địa giỏng và cách quá giải hạn địa giỏng cho tuổi Quý Hợi nữ mạng trong năm Ất Tỵ 2025. Nhắc đến hạn địa giỏng, người xưa có hai câu thơ Lục Bát như sau: địa giỏng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà. Địa giỏng là hạn xấu chủ về tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào dòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặc ở hay ngủ nhờ, chẳng may tai bay dạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Cách hóa giải hạn địa giỏng cho tuổi Quý Hợi, nữ mạng. Thứ nhất, kinh tế tài chính. Tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Thứ hai, đời sống. Mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Thứ ba, khi gặp hạn địa giỏng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Thứ tư, sau đó gia chủ không nên cho người lạ mặc dây mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa giỏng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào, công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Cách làm tăng cát khí của sao Thái Dương cho tuổi Quý Hợi, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho bản mệnh có nhiều sự may mắn. Bản mệnh được sao Thái Dương chiếu mạng, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và 10 âm lịch, nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thái Dương là một phúc tinh nên cần làm lễ giải hạn và nghênh sao để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn, hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng.
Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Thời gian cúng là từ 21 giờ đến 23 giờ, khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn hoặc nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng chính đông lạy 12 lạy. Đeo đồ phong thủy. Người tuổi này có thể đeo trang sức đá quý, màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Làm ăn ngay thẳng. Tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu, mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn. Dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ. Hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mặt. Bạn không nên trần trừ, do dự quá lâu để kẻ khác chớp mất thời cơ. Quý vị thân mến, khi chọn người hợp tuổi xông nhà, gia chủ nên xét theo tam hợp, nhị hợp hoặc mệnh hợp. Người khỏe mạnh, tính tình tốt, sống chân thành, giúp thu hút phước đức cho gia chủ. Người thành công, đỗ đạt, giúp thu hút tài khí cho gia đạo. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Quý Hợi sinh 1983. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Quý Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt. Quý Mùi 2003, tốt. Đinh Mão 1987, tốt. Bính Thìn 1976, tốt. Đinh Mùi 1967, tốt. Bính Tuất 1946, tốt. Quý Mùi 1943, tốt. Đinh Mão 1927, tốt. Tân Mão 2011, cá. Kỷ Mão 1999, cá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Quý Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt. Tân Tỵ 1941, không tốt. Nhâm Dần 1962, không tốt. Tân Hợi 1971, không tốt. Nhâm Thân 1992, không tốt. Tân Tỵ 2001, không tốt. Giáp Thân 1944, không tốt. Giáp Dần 1974, không tốt. Giáp Thân 2004, không tốt. Mậu Dần 1938, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Ngày mùng 1 Tết 2025, dương lịch thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2025. Âm lịch ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, tức ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Dần, năm Ất Tỵ. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng đông nam để đón hỷ thần, hướng chính bắc để đón tài thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Dẫn trình tử vi từng tháng âm lịch cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Dẫn trình tháng 1 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2025, bản mệnh tuổi Quý Hợi được cục diện Dần Hợi nhị hợp trợ mệnh. Bản mệnh tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Bản mệnh được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Bản mệnh vui xuân đón Tết cùng gia đình với một tinh thần vui vẻ. Nhưng bản mệnh cũng cần chú ý ăn uống trong những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, rất dễ mắc các bệnh về đường ruột, dạ dày. Những chuyến du xuân đầu năm cũng dễ khiến sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút. Bản mệnh nên biết vui chơi có chừng mực, hạn chế sử dụng các chất kích thích gây ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần.
vận trình tháng 2 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Hợi có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, chẳng hạn như bất động sản hay ngành phẫu thuật thẩm mỹ, nên đừng nhúng tay vào. Tiền bạc được rủng rỉnh, bản mệnh cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, biết tiết kiệm, tránh thất thoát không đáng có, bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Bản mệnh cũng cần đề phòng hạn thị phi, nói năng cẩn thận, tránh để mất lòng người khác. Về sức khỏe, thể lực hơi kém hoặc bệnh cũ tái phát, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Hợi sẽ gặp phải những biến động lớn, nhiều vấn đề không mong muốn xảy đến. Tháng có nhiều hung tinh ám tàn, bản mệnh tuổi Quý Hợi có thể sẽ gặp những chuyện không may mắn, đồng nghiệp chèn ép, cấp trên gây khó dễ, phương tiện xe cộ, điện thoại dễ bị hỏng hóc, mất đồ, gì vậy hãy đề cao cảnh giác. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa tang, bản mệnh cũng dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông bơ phờ, mệt mỏi, nhiều người còn đón tin không vui trong gia đình. Bản mệnh không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ, lạc quan là điều quan trọng nhất. Nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, tháng này bản mệnh chịu tác động tiêu cực từ cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi. Bản mệnh làm gì cũng khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro, tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Công việc chuyển biến không được như mong đợi. Trong tháng, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ lưỡng nếu có ý định nhảy việc, cũng không nên khai trương hay thực hiện những công việc quan trọng khác, sẽ không có lợi. Về phương diện tình cảm, bản mệnh tuổi Quý Hợi nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ám. Đồng thời, bản mệnh cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm thái tuế trong năm 2025 để vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điềm xui xẻo. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Vận trình tình cảm của bản mệnh tuổi Quý Hợi trong tháng 5 âm lịch này khá tốt. Với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc giúp cho công việc lẫn chuyện tình cảm của bản mệnh nhận được không ít sự giúp sức từ những người xung quanh. Sao hồng loan che chở, về mối quan hệ tình cảm vợ chồng tốt đẹp, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc, vợ chồng yêu thương hòa thuận. Sao thái dương trợ mệnh, bản mệnh có được những bước tiến nhất định trong sự nghiệp của mình, những cố gắng từ trước đến nay của bản mệnh đã được công nhận, thậm chí còn có người có cơ hội được cất nhắc. Tinh thần làm việc hăng hái tích cực cũng sẽ giúp cho bản mệnh đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong khoảng thời gian này. Nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng, tài lộc thu về rủng rỉnh. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, đây là tháng Mùi, bản mệnh tuổi Quý Hợi gặp được cục diện tam hợp, Hợi Mão Mùi. Điều này sẽ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh có sự khởi sắc, tài lộc tăng tiến nhẹ. Cơ hội kiếm tiền tay trái của bản mệnh tuổi Quý Hợi sẽ xuất hiện, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Bản mệnh dựa vào tài năng cá nhân để thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ dàng thu được tài lộc về. Bản mệnh tuổi Quý Hợi trong tháng này cần chú ý biết cân đối giữa thời gian làm việc và gia đình, những giây phút bên nhau giản dị sẽ giúp cho tình yêu đôi lứa khởi sắc đáng kể. Đối với những người độc thân cũng dễ làm quen được với những người khác phái, cơ hội bén duyên cũng không hề ít, bản mệnh có biết nắm bắt được cơ hội hay không mà thôi. Vận trình tháng 7 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bước sang tháng Cô Hồn, bản mệnh tuổi Quý Hợi cần phải quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình.
Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bản mệnh cần phải đi khám ngay, chớ nên chần chừ, do dự, khiến bệnh tình trở nặng hơn. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, bản mệnh cũng cần chú ý quan sát. Nếu phải đi một chặng đường dài thì tốt nhất là không nên cầm lái. Tháng này trong công việc, bản mệnh có thể gặp phải những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, các cặp vợ chồng trẻ đang dần tìm cách để hòa hợp với nhau. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bản mệnh tuổi Quý Hợi bước sang tháng 8 âm lịch. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Giải, Thái Dương, vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh nên biết phát huy tài năng, năng lực có thể sẽ được cấp trên nhìn nhận, từ đó tạo ra nhiều cơ hội tốt. Có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, thu nhập cũng từ đó tăng theo. Người làm kinh doanh, buôn bán, công việc thuận lợi, bản mệnh hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất. Về sức khỏe, hệ tiêu hóa của bản mệnh trong tháng này không được bình thường, đặc biệt là về chế độ ăn uống, không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt như mì cay, gà rán. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Hợi có một tháng tài lộc khá ổn định, không có nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Bản mệnh không chịu ảnh hưởng nặng từ thái tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, các mối quan hệ được hài hòa. Không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc, mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ phía lãnh đạo. Người làm kinh doanh buôn bán vẫn tiếp tục duy trì được tài lộc tương đối tốt. Về sức khỏe, bản mệnh nên chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp quả huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, đây là tháng Đinh Hợi, bản mệnh đang gặp cục diện hợi thủy phạm hình với cung mệnh, lại bị tháng thái tuế án ngữ, dẫn đến vận khí tiêu hao. Hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan, bản mệnh dễ bị thương tích cá nhân trong tháng này, cố gắng không lang thang bên ngoài vào ban đêm hoặc đến các điểm du lịch chưa phát triển. Sự nghiệp của bản mệnh cũng không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ, bản mệnh cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần đề phòng các vấn đề pháp lý, mua bán cần có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, nhất là những hoạt động liên quan đến xuất nhập cảnh. Về phương diện tình cảm, đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bởi yếu tố bên ngoài làm cho rạn nứt. Bản mệnh cần chú ý và xử lý thật tốt, học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, tháng Mậu Tý, bản mệnh tuổi Quý Hợi được các tinh soi chiếu, giúp cho bản mệnh gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, mối quan hệ xã giao được cải thiện, vận trình công danh, sự nghiệp được thuận lợi. Việc kinh doanh, buôn bán cũng diễn ra thuận lợi, giúp cho bản mệnh thu được không ít lợi nhuận. Đặc biệt, một số người gặp được quý nhân phù trợ rất lớn, nếu có thể nhân cơ hội này để hợp tác làm ăn, hoặc mở rộng quan hệ xã giao, ký kết hợp đồng, thì sự nghiệp, tài lộc dễ có được sự đột phá. Về sức khỏe, thì bản mệnh tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Tháng 12 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn, bản mệnh tuổi Quý Hợi cảm thấy mệt mỏi vì công việc và cuộc sống. Cuộc sống luôn có nhiều biến động, bản mệnh nên bỏ qua những lời nói không mấy thiện cảm từ người xung quanh để cho tâm hồn mình được thư thái hơn. Lúc này không tốt, nhưng không phải tất cả đều không tốt,
bản mệnh cần phải suy nghĩ tích cực và tạo cho bản thân nhiều cơ hội hơn. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này. Do đó, bản mệnh tuổi Quý Hợi tránh nóng vội, nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Trong tháng này chi tiêu khá nhiều và đều là công việc chính đáng, nhưng bản mệnh cũng gặt hái được nhiều thành công. Tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ cuối năm giúp cho bản mệnh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn. Nhìn chung, trong tháng này bản mệnh tuổi Quý Hợi có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng trưởng thích hợp. Về sức khỏe, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi nhiều. Bởi vậy nên thư giãn bằng cách nghe các bản nhạc yêu thích hoặc tham gia môn thể thao nào đó mới mẻ để tăng cường sức khỏe cho bản thân khi công việc và cuộc sống tạo nhiều áp lực. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Quý Hợi, nữ mệnh, trong năm 2025 này. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một sinh mệnh để chúng ta có quyền được sống, được yêu thương và yêu lại người khác. Bên cạnh ấy, Ngài đã đặt mỗi con người chúng ta vào những cả khác nhau của cuộc đời. Thế nhưng, dù ở bất kỳ một hoàn cảnh nào đi nữa, thì con người ta sẽ luôn phải gặp khó khăn thách thức, đứng trước những khó khăn thử thách. Cần phải biết vượt qua chính nghị lực, sức mạnh, với lòng tin tưởng của bản thân, như thế chúng ta mới thành công và hạnh phúc. Thưa quý vị, trong cuộc sống luôn có những thử thách, đi cùng với đó là những cơ hội, những khó khăn được tạo ra để giúp ta trưởng thành hơn nữa trong cuộc sống. Quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đối diện với khó khăn và thử thách đó. Từ thử thách mới tìm ra được những con người ngoan cường nhất, dũng cảm nhất và mạnh mẽ nhất, xứng đáng có được thành công. Có người thì vui vẻ chấp nhận khó khăn để vượt qua, cũng có người thì né tránh, và kết quả họ nhận được cũng tương xứng với những gì họ làm. Quan trọng là chúng ta tập trung vào lý do hay kết quả. Khi cảm thấy không thể đạt được các mục tiêu đã đặt ra, đừng thay đổi mục tiêu, mà hãy thay đổi các bước thực hiện nó. Chúng ta chỉ đặt ra mục tiêu cho bản thân khi biết nó thực sự khó khăn và không dễ dàng gì để thực hiện thành công. Vì thế, đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy mục tiêu mà mình đặt ra bỗng trở nên xa vời và ta khó có khả năng đạt được đến đích. Khi đó đừng bỏ cuộc, mà hãy suy nghĩ một chiến lược, kế hoạch mới, thay đổi những cách thực hiện mục tiêu đã cũ và không còn hiệu lực. Khi cảm thấy bất lực, chúng ta thường đổ lỗi rằng mục tiêu quá khó để có thể hoàn thành, hay trên đời này không có cách gì để có thể giúp ta hoàn thành được nó. Đây là ý nghĩa hoàn toàn yếu đuối và sai lầm, bởi mục tiêu không có lỗi, lỗi là ở quá trình thực hiện của con người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.